Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn luật đất đai 2024 và các nghị định, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, luật giá 2023 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết luật đất đai năm 2024 và luật giá 2023 giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý. Thông qua hội nghị nhằm phổ biến quán triệt luật đất đai năm 2024 cho các ngành, các cấp trên toàn thành phố, bảo đảm nâng cao hiểu biết, nhận thức về luật đất đai năm 2024 và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thi hành có hiệu quả các luật này. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt các điểm mới, những nội dung quan trọng tại các luật tới tất cả các sở ban ngành, các địa phương trên toàn thành phố. Qua đó, làm cơ sở cho việc triển khai tốt các quy định mới tại luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.